tới dàn rapper Việt thì công chúng chắc hẳn sẽ nghĩ về hình ảnh một nghệ sĩ chất lưu, sở hữu cuộc sống hào nhoáng với những đêm diễn được phủ kín bằng hàng nghìn người hâm mộ. Thế nhưng bạn biết không, để có được thành công như ngày hôm nay thì nhiều rapper Việt như là Wowy, Denver, Suboy đã từng trải qua hành trình đầy cực khổ trong quá khứ trước khi một sáng trở thành ngôi sao nổi tiếng Việt Nam được nhiều người tung hô như hiện tại. Hãy dành ít phút để cùng với blog Việt Food tìm hiểu quá khứ cơ cực của các rapper Việt Wowy, Denver và Suboy nha. 1. Nam rapper Denver. Trước khi được biết đến là chàng rapper nổi tiếng của Việt Nam, chinh phục khán giả bằng chính những nét giản dị trong cuộc sống đời thường lẫn âm nhạc, Den đã từng có quãng thời gian chật vật kiếm sống với nhiều công việc khác nhau. Chia sẻ trên truyền thông, Denver kể: "Học xong cấp 3, tôi đi tìm việc và bắt đầu đi làm công nhân vệ sinh. Lúc đó chật vật kinh khủng lắm. Ngày xưa đi làm, lương chỉ có 3 triệu thì làm sao mà đủ cho tiền mua nhạc, làm nhạc. Nghĩ cũng may, tôi có một người đàn anh làm ở đài truyền hình Quảng Ninh, anh có một phòng thu nhỏ và cho mình làm miễn phí." Bên cạnh đó, cũng có thời gian Denver xin nghỉ việc không lương cùng với em trai mở một quán cà phê để vừa kiếm sống, vừa làm nơi gặp gỡ những người chung sở thích. Tuy nhiên, việc làm ăn không mấy thuận lợi và đến năm 2016, nam rapper Việt này đã chính thức nghỉ việc, đóng quán và tập trung cho âm nhạc. Chính bởi quá trình bươn trải kiếm sống từ sớm nên là những ca khúc rap cộp mác cái tên Denver đã mang đến những thông điệp, bức tranh, phản ánh chân thực và rõ nét nhất đời sống hiện đại. Có thể nói, đến nay không ai có thể phủ nhận tên tuổi của Denver đang chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong làng âm nhạc Việt Nam. Dù đã có được tên tuổi, vị trí nhất định, nhưng Den vẫn luôn giữ được nét mộc mạc, chân chất của mình cả trong cuộc sống đời thường lẫn âm nhạc. 2. Nữ rapper Việt Suboy. Suboy đạt được sự nổi tiếng và lượng người hâm mộ như hiện nay, ít ai biết rằng hồi chỉ còn là một cô gái tuổi teen, Suboy đã từng trải qua rất nhiều biến cố. Trong các khúc đời, Suboy đã kể lại cuộc đời của chính mình. Đó là khoảng thời gian mắc kẹt trong bộn bề cuộc sống khi rơi vào tình cảnh nhà mất, bố bị tai nạn, gia đình không ai ủng hộ cô theo nghệ thuật. Không chỉ vậy, mỹ nhân làng rap Việt còn từng có khoảng thời gian bị bạn trai bạo hành khi chỉ mới 17 tuổi. Năm 17 tuổi, tôi đã có được cát xê đầu tiên từ âm nhạc và bước chân vào đời. Khi ấy, tôi trải qua chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp mà một cô gái trẻ không lường trước được. Tôi quen bạn trai ở nước ngoài qua mạng. Đến lúc anh ta về Việt Nam để hẹn hò cùng tôi thì tôi mới nhận ra con người này không hợp với mình. Tôi đã bị anh ta đánh chỉ vì ghen tuông bóng gió. Mỗi khi nhấc máy, nghe đầu dây phía gọi có tiếng con trai là anh ta nổi cơn thịnh nộ và đánh đập. Tôi quen anh ta trong một năm thì bị đánh 2 lần. Sau hàng loạt biến cố trong cuộc đời, đến hiện tại thì nữ rapper Việt Suboy đang có cuộc sống hạnh phúc với một nhóc tì và bạn trai. Suboy cho biết là cả hai từng gặp nhau và hợp cạ về âm nhạc. Tuy nhiên, sau đó người bạn trai này quyết định đi chu du nhiều nơi trên thế giới và cô không nghĩ đến chuyện cả hai có thể gặp lại. Trong suốt thời gian đó, Suboy đã nghe rất nhiều nhạc của anh bạn trai này và không thể ngờ hôm nay mọi thứ gần như thay đổi và anh đã trở thành nửa kia hoàn hảo trong cuộc đời của Suboy. 3. Nam rapper Wowy. Khi nhắc đến một trong những cái tên thành công nhất của nàng rap Việt, không thể không nhắc đến nam rapper Wowy. Anh là một trong những người luôn cống hiến hết mình cho làng âm nhạc Việt kể từ khi bắt đầu hoạt động trong nhóm Sergeants năm 2006. Theo Wowy chia sẻ, anh sinh ra và lớn lên tại một khu ổ chuột của Sài Gòn. Thời ấu thơ, anh không được sống gần cha mẹ trong một khoảng thời gian rất dài vì cả hai đều đi làm ăn xa. Wowy và em trai phải sống nhờ vào những người dì và cậu của mình tại một căn nhà nhỏ ở quận 5. Trước khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, giọng ca sinh năm 1988 chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi, vẽ graffiti ngoài đường rất mộc mạc và giản dị. Có thể nói, chính cuộc sống cơ hàn năm nào đã tạo nên phong cách đầy bụi bặm và chất riêng đường phố của một lão đại làng rap Việt mà mọi người luôn yêu quý. Với đam mê cháy bỏng và sự nỗ lực không ngừng, cậu bé tại khu ổ chuột năm nào giờ đã đạt được thành công nhất định mà nhiều người ao ước. Thậm chí, nhiều trang tin quốc tế như là VICE của Mỹ đánh giá Wowy là một trong rapper thành công nhất của Việt Nam và ưu ái gọi anh là lão đại của rap Việt. Dù rất hiếm khi chia sẻ trên trang cá nhân nhưng khán giả đều cho rằng sau gần ấy năm hoạt động, nam rapper Việt Wowy giờ đã sở hữu cả một gia tài về tài chính lẫn âm nhạc cực kỳ đáng nể. 1. Mỗi người một số phận, một khó khăn, nhưng giờ đây họ đều trở thành những rapper hàng đầu Việt Nam. Chúc cho Wowy, Denver và Suboy sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Đến đây thì thời lượng video của blog Việt Food cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nha.